Xin thân mến, kính chào tất cả những khán giả đã quay trở lại với kênh Ngô Đức Tài Vlog Tổng Hợp. Thì hôm nay Ngô Đức Tài sẽ gửi đến những khách hàng của mình một cái video clip. Thì trong cái thời gian vừa qua thì bên Tài có bán ra những cái mạch Eco Revert này về cho những khách hàng mà tự lắp. Thì có chụp ảnh gửi qua Zalo trở lại cho bên Tài, nhưng mà do công việc nó rất là nhiều thì Tài không thể sắp xếp làm được video lên để gửi và chia sẻ được với tất cả những khán giả đó và cũng là khách hàng của bên Tài. Thì hôm nay Tài sẽ sắp xếp công việc và gửi đến khách hàng của mình một cái video clip, nó cũng ngắn đơn giản thôi. Thì vì những cái chiếc âm ly thế hệ cũ thì thường thì những cái dây rắc này đó, thì trước tiên cái chủ đề ngày hôm nay là vấn đề của cái dây rắc to như thế này. Thì những khách hàng đó hỏi là bây giờ cái mạch Eco của bên Tài cái rắc nó nhỏ thế này thì làm sao mà lắp cho được. Thì trước khi bán một cái mạch Eco như thế này á, đó, bán một cái mạch Eco Revert như thế này thì bên Tài đều gửi kèm theo một cái sợi dây rắc như thế này. Thì nếu như những chiếc âm ly của khách hàng mà nó cùng với cái rắc socket y như vậy đó, thì chúng ta chỉ cần lựa chọn đúng cái mặt chiều cộng và trừ. Ví dụ như ở trên bo như thế này đi, đó, thì Tài cũng đã có từng có những cái video rồi. Thì chúng ta cứ lựa đúng và phải nhìn kỹ xem cái phía trên của cái bo mít nó có được đúng hay không nữa nha. Đó, cái quan trọng. Thì trong cái clip này thì cái này là nó đúng, nó thuận. Cái bo mít này nó chỉ là cái rắc lớn thôi, chứ còn hoàn toàn là nó thuận với cái mạch Eco bên Tài làm ra luôn. Thì rất là đơn giản thôi. Đây, Tài để cái sợi dây như thế này lên thì mọi người biết rồi đúng không? Đó, thì đây chính là cái đoạn dây mà Tài đã cắt từ cái dây mà gửi kèm, tặng kèm theo cho khách hàng đây. Đó, thì chỉ việc cắt đôi cái sợi dây này ra và cắt bỏ cái phần này đi. Đó, tại vì cái phần này thì nó sẽ nằm ở trên cái bo Eco cũ. Đây là cái bo Eco cũ của cái chiếc Emily này. Đó, thì nó sử dụng là rắc lớn. Và ngoài ra ba cái rắc ở đây, rắc nguồn, rồi rắc tín hiệu out ra và tín hiệu của bo Moxit gửi lên, thì Tài đã tháo ra đưa nó sang đây. Đó, đây nè, Tài đã tháo đưa nó ra đang sang đây. Và cái quan trọng nhất là mình phải xem cho nó đúng cái cộng trừ. Vì ở trên cái bo cũ này thì không có ghi là cộng trừ ha. Đó, không có ghi là cộng trừ. Và cái cách mà để xem cộng trừ thì Tài cũng đã có gửi với tất cả mọi người rồi. Cứ xem và nhìn vào phía hai con tụ lọc nguồn ở đây. Thì Tài cũng đã có gửi video đó đến những khách hàng đó rồi ha. Thì hoàn toàn ở đây nó đều thuận với cái bo mặt ở bên Tài ra hết. Đó, chỉ việc dùng mẫu hàng tháo những cái socket này cắm sang bên đây hàng qua bên cái bo mới là xong. Và phần dây này thì chỉ việc làm như thế này nữa là ok rồi. Cái quan trọng là mọi người nhìn kỹ theo cái mặt mà nó có cái khóa ha. Đó, đây nó có cái khóa để gài lại nè. Sau khi chúng ta cắm cái dây vào thì nó sẽ gài lại. Thì mình cứ nhìn cho đúng dây. Đó, từ dây đây, từ dây số 1 này nè. Đó, từ dây 1 nè. Đó, dây 1 này nó chuyển xuống dưới đây cũng là 1. Và sau đó mình hàng sang đây cũng y như vậy. Vì ở trên cái mạch Eco của Tài thì Tài sẽ không có sử dụng một cái đế mà có khóa, mà chỉ sử dụng một cái rắc cắm, cái đế cắm theo dạng là hàng rào để cho mọi người dễ. Thì cái quan trọng là mình có thể cắm mặt này. Đó, đây nè, mình có thể cắm được mặt này, hoặc là mình có thể lật lại được. Đó, mình lật trái trở lại được. Nhưng mà phải để ý đúng cái tất cả những cái hàng chân ở trên đây. Như vậy thì chúng ta sẽ làm được thôi. Thì cái clip này thì Tài chủ yếu làm cái này như thế này thì đảm bảo là những khách hàng mà đã mua không biết là đã lắp được hay chưa. Thì Tài cũng đã có trả lời ở trên Zalo rồi. Nhưng mà Tài vẫn phải làm cái clip này lên để nhìn cho nó rõ ràng hơn. Đó, như thế này thì chúng ta bị nghịch rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta chỉ việc nhổ cái này ra trở lại. Thì bây giờ Tài sẽ lắp ráp cái này lại và để thử cho mọi người thấy rõ ràng hơn luôn. Đó, thì bây giờ Tài chỉ việc cắm như thế này vào thôi. Và sau đó Tài sẽ gắn hai cái bo mic của cái âm ly này vào trở lại và sẽ thử cho mọi người nghe, và nó sẽ không ù xì hay là hoàng bị một cái vấn đề gì hết. Vì cái sợi dây mà Tài gửi tặng kèm theo cho khách hàng của mình á là gửi bằng dây tốt chứ không phải gửi bằng dây thường nha. Đó, thì cho nên mọi người yên tâm về vấn đề oxy. Còn những chiếc âm ly mà bị oxy thì nó còn liên quan nhiều vấn đề lắm nha. Chứ còn ngoài ra thì chiếc âm ly này thì cũng là chiếc âm ly lắp ráp thôi.
Đây Tài quay sơ qua đây mọi người xem nè. Chiếc ly này cũng là một chiếc ly lắp ráp thôi, nhưng do cái nơi lắp ráp người ta làm rất là kỹ, thì quan trọng là ở cái nơi lắp ráp á. Đó, đây cũng chỉ là một chiếc ly sử dụng 8 phép thôi. Này không phải là Jaguar đâu nha. Nói chung là cũng chỉ là hàng lắp ráp, nhưng mà từ biến áp được bọc lên đây đồng lá nè, để chống nhiễu các thứ ha, rồi sử dụng phép và hoàn toàn linh kiện đều là linh kiện tốt. Thì quan trọng là cái nơi lắp ráp người ta lắp ráp kỹ thì vấn đề ù xì sẽ ít có xuất hiện. Rồi thì bây giờ xin mời mọi người cùng xem tiếp tục video với Tài ha. Và cái hình ảnh này thì sau khi đã được lắp ráp vào mọi người nha. Đó, thì cái phần boico được nằm phía bên dưới. Tất cả dây rắc nó sẽ nằm được như thế này ha. Và bây giờ Tài sẽ quay về phía mặt trước để thử cho mọi người cùng nghe về cái sau khi mà hàng dây như thế này rồi có bị nhiễu bị gì nữa hay không ha. Và Tài sẽ thử với cái loa ba tấc đây. Đó, loa ba tấc của BA, hai chiếc loa hai bên này đây. Thì nhân tiện này thì khách hàng mà gửi cho bên Tài cái chiếc âm ly này cũng có thể là xem sơ lược qua cái cách chỉnh ha. Thì về nhà thì anh sẽ tùy ý của mình để mà điều chỉnh cho cái bộ dàn của mình nữa ha. Rồi trước tiên thì Tài sẽ để cái laptop lên đây nè. Yeah, để cái iPad. I'm sorry. Đó. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Thì anh vừa nghe qua là cái, Tài đang để ở chế độ reverb ha. Thì cái volume repeat này của anh á, trên cái mặt âm ly thế hệ cũ này thì bây giờ repeat thì nó sẽ thành là một cái volume để chúng ta vặn lớn nhỏ của âm thanh reverb. Và kế bên này là cái nút decay. Và cái nút low và high này thì sẽ thành là cái delay, cái high này sẽ thành là delay và cái low này nó sẽ thành là cái repeat ha. Đây thì Tài sẽ thử cho anh nghe đây. Để cái này 50 nha. Alo, 1 2 3 4. Rồi cái này tắt đi vật nè. Alo, 1 2 3. Rồi bây giờ mở delay. Alo. Alo. Alo, alo, 1 2 3 4. Nói chung thì rất là dễ sử dụng ha. Thì cái vấn đề này là nó chỉ có 5 volume, nó rất là đơn giản rồi. Rồi thì bây giờ hát thử một bài nghe mọi người nha. Hát thì Tài rất là thích hát reverb. Mà bây giờ thì Tài sẽ hát nửa bài đầu bằng reverb đi, và nửa bài sau sẽ vặn thêm cái delay này lên. Trước tiên thì bây giờ Tài sẽ để cái mức reverb. Đây. Tài thì rất là thích hát reverb. Rồi làm một bài giận em đi. Đời tôi còn gì khi em ra đi? Em theo người ta bỏ mặc tôi sầu. Nói chung là mấy hôm nay thức đêm nhiều, làm cái giọng nó hơi bị khàn tiếng, mọi người thông cảm ha. Rồi bây giờ Tài sẽ mở thêm cái delay này. Alo, 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 alo. Đó, bây giờ mọi người nghe có tiếng delay ha. Vừa delay vừa reverb nha. Em ơi, nghĩa tình hết rồi.
cô đơn lối về. Đã hết yêu thương thì làm sao tôi giữ được em mãi sau. Vừa qua Tài cũng mới vừa điều chỉnh một cái cách đơn giản nhất và để cho khách hàng của mình có thể xem qua video và điều chỉnh. Thì tùy ý của mỗi người, có người thích delay, có người thích reverb. Đó, cho nên đó là cái sở thích, sở trường của mỗi người. Yêu thích cái gì thì mở cái đấy. Còn riêng Tài thì Tài vẫn cứ thích hát ở chế độ reverb nhiều hơn. Tại vì nó không có ảo, để mà mình hát mình còn phải nghe lại cái giọng thật của mình nữa. Còn ví dụ như delay thì nó sẽ hỗ trợ kéo, nó ngân, nó ra nhiều tiếng ở phía sau. Rồi thì đến đây video này của Tài cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Và Tài sẽ hẹn gặp lại tất cả những khán giả của mình vào những video tiếp theo. Xin thân mến, chào, tạm biệt.